Kính thưa quý vị khán giả, dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu mến thơ ca. Những dòng thơ đẹp đẽ về quê hương đất nước đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Không chỉ yêu thơ, người Việt còn thích làm thơ. Nàng thơ ẩn khuất trong mỗi người. Thơ là tiếng lòng để bộc bạch những suy tư và trăn trở. Giữa cuộc sống hiện đại, bề bộn những lo toan, thơ trở thành làn gió dịu mát, là nhịp cầu kết nối những trái tim cùng một đam mê. Đi cùng thời gian, tình yêu dành cho thơ ca được tiếp nối và giữ gìn qua nhiều thế hệ. Tạp chí Văn hóa Văn nghệ kỳ này kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ những người yêu thơ tại Vĩnh Long. Trước hết, mời quý vị khán giả cùng tham dự buổi sinh hoạt của câu lạc bộ văn học trường Đại học Cửu Long, nơi hội tụ những người yêu thơ trẻ. Câu lạc bộ văn học trường Đại học Cửu Long thành lập từ năm 2003 là sân chơi cho những bạn trẻ yêu mến văn chương. Câu lạc bộ hiện có khoảng 70 thành viên, không chỉ riêng sinh viên khoa ngữ văn mà còn có cả những bạn trẻ yêu thích văn chương nghệ thuật. Hơn 11 năm thành lập, nơi đây trở thành cầu nối cho những bạn trẻ cùng chung một đam mê. Ngày đầu mới biết câu lạc bộ thì em vẫn còn mơ hồ, chưa biết gì hết. Nhưng mà được mấy anh chị, thầy cô dẫn dắt vào câu lạc bộ từ ngày đầu và đến hiện tại thì em được giao lưu học hỏi với thầy cô, bạn bè, rồi được nói lên những cái điều mà cảm nghĩ của mình, rồi được trao đổi những cái tác phẩm mà mình sáng tác. Đến nay thì những sáng tác của mình được mọi người biết đến và đón nhận thì em cảm nhận là mình rất là hạnh phúc. Đến với câu lạc bộ này thì em đã tích lũy được nhiều vốn kiến thức cũng như là làm phong phú thêm cái kiến thức cho mình, phục vụ cho ngành học mà cả phục vụ cho cái niềm đam mê yêu mến văn học mà có từ trước đó trong em rồi. Đối với em thì văn học không chỉ là một cái văn chương để đi vào lòng người đọc mà nó còn có cái khả năng bồi dưỡng về tâm hồn, bồi dưỡng về nhân cách, đạo đức. Những bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh thành, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, cùng chung tình yêu dành cho thơ và gửi vào đó những niềm riêng. Có khi đó là nỗi nhớ quê da diết, khi là những ước mơ khát khao về cuộc sống. Những tình cảm đẹp đẽ ấy được khơi nguồn, dung đắp và lớn lên với thời gian. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ vào ngày 15 hàng tháng với nhiều hoạt động như tổ chức bàn tròn văn học theo chủ đề, bình phẩm các tác phẩm văn học. Câu lạc bộ cũng thường xuyên tổ chức hoạt động sân khấu hóa tác phẩm, các buổi gặp gỡ, giao lưu với các nhà văn, nhà thơ đồng bằng, tổ chức triển lãm sách, giới thiệu những sáng tác mới, thông tin về văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long và đồng bằng. Hàng năm, câu lạc bộ đều tổ chức cuộc thi sáng tác. Các tác phẩm đoạt giải được gửi đến các tờ báo như Hoa Học Trò, Tài Hoa Trẻ. Có một thời ta đã yêu nhau, còn nhớ không? Suốt 3 năm liền đạt giải nhì sáng tác thơ trong cuộc thi sáng tác của câu lạc bộ văn học là Trần Thanh Phương, sinh viên năm thứ tư chuyên ngành ngữ văn. Những sáng tác của Thanh Phương mang nhiều cảm xúc của tình yêu đầu đời, trong sáng, e ấp. Bài thơ Phúc Ban Đầu như phúc trải lòng của chàng sinh viên trẻ. Anh phải rời thôn xóm mái trường xưa, rời bóng dương khóm trúc những hàng dừa, hàng ghế đá mỗi chiều em ngồi đó, những đêm thanh ánh trăng vàng mờ tỏ, anh cô đơn nhìn ngắm những gì sao, trăng vẫn tròn cùng sao sáng trời cao, đêm tuy đẹp nhưng mang nhiều hoài niệm. Trưởng thành từ những cuộc thi của câu lạc bộ văn học là Nguyễn Thị Phương Thảo, hiện là giảng viên ngành ngôn ngữ Anh khoa ngoại ngữ Đông Phương Học, trường Đại học Cửu Long. Phương Thảo cũng là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Phương Thảo từng đạt giải nhì cuộc thi sáng tác văn chương năm 2005, giải nhất cuộc thi sáng tác văn chương năm 2006 do trường Đại học Cửu Long phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long tổ chức. Thơ Phương Thảo thường lấy người làm chủ thể, truyền tải nhiều cảm xúc khác nhau. Có khi là sự đồng cảm sẻ chia với những mảnh đời nghèo khó bất hạnh, sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ đảo xa. Anh đứng đó giữ màu xanh tổ quốc, biển quê hương giàu dạt trái tim hồng. Anh yêu đảo bằng tình yêu máu thịt, đảo yêu anh nguyện mãi dấu chân vàng. Khi mình tham gia câu lạc bộ sáng tác trẻ ở Hội Văn học Nghệ thuật á, thì cứ mỗi lần họp câu lạc bộ thì mình ngồi ở dưới mình nhìn lên, mình thấy là
các cô chú tóc bạc trắng hết rồi mà phải tới họp câu lạc bộ, trong khi là những người trẻ thì chỉ có một vài người thôi. Các cô chú cảm thấy rất là buồn, tại vì sợ là không có cái thế hệ kế thừa, cho nên là mình cứ nghĩ là bây giờ cái nhiệm vụ của mình là giống như là mình vào trong trường rồi mình tìm các cái hạt giống, rồi mình nhờ các cô chú ươm các cái hạt giống nó lên để có được những cái tác giả mới. Những sáng tác trên ghế nhà trường, ý thơ chưa thật mượt mà, thể thơ chưa thật nhuần nhuyễn, nhưng đã phần nào truyền tải tâm tư, tình cảm, niềm yêu mến thơ văn của người trẻ. Mới thấy, tình yêu thơ văn vẫn đang được khơi nguồn, tiếp nối một cách tự nhiên bởi chính thế hệ trẻ hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, hình thức sinh hoạt văn thơ theo câu lạc bộ đã trở nên khá phổ biến, nhất là trong phạm vi các trường đại học. Đây được xem là sân chơi văn hóa ý nghĩa cho những bạn trẻ cùng chung một niềm đam mê yêu mến văn chương, là khu vườn ươm mầm, dung bồi cho sự phát triển của những tài năng văn thơ trẻ. Phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với thạc sĩ Đào Duy Tú, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ văn học trường đại học Cửu Long. Đầu tiên, cảm ơn thầy đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa thầy, thầy là một người đã gắn bó với câu lạc bộ văn học của trường đại học Cửu Long trong rất là nhiều năm và cũng đồng hành với nhiều thế hệ sinh viên. Như vậy thì thầy nhận thấy niềm say mê văn chương của các bạn sinh viên đã được tiếp nối như thế nào ạ? Có những cái lần mà chúng tôi tổ chức thi thì chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, vì chúng tôi nhận thấy rằng là chúng tôi nhận ở các em không chỉ một bài, hai bài, mà chúng tôi nhận được gần như cả một cái tuyển tập của các em sáng tác từ bao giờ, cái niềm đam mê của em nó đã có sẵn rồi. Và khi nó chờ cái môi trường thuận lợi và có cái điều kiện thì cái niềm đam mê của các em nó được phát huy. Rồi các em trong những cái buổi giao lưu sinh hoạt câu lạc bộ thì các em truyền đạt cái kinh nghiệm của mình, tức là những cái em ở khóa trước truyền đạt cho những cái em ở khóa sau về cái cách học như thế nào cho tốt đối với những cái môn văn học, những cái tác phẩm thơ ca, rồi truyền chia sẻ cái kinh nghiệm sáng tác trong mà mình có được, mình tích lũy được. Thưa thầy, về đề tài về thể thơ thì thầy nhận thấy những đề tài, những thể thơ nào được các bạn trẻ ưa chuộng trong các sáng tác hiện nay? Nhìn chung thì đề tài và thể thơ các em lựa chọn là khá phong phú và đa dạng. Chẳng hạn như là về thể thơ thì các cái thể thơ quen thuộc được các em sử dụng rất là nhiều, như thơ lục bát, thơ bảy chữ, thơ năm chữ, hay là các thể thơ tự do. Đặc biệt thì cái thể thơ lục bát được các em ưa chuộng hơn cả, thì đây là một cái thể thơ của dân tộc, thể thơ là nó cũng tương đối dễ làm, các em ưu tiên sử dụng nó nhiều hơn so với các thể thơ khác. Còn về chủ đề, về đề tài thì tôi thấy là các em thường hay viết về những cái vấn đề về quê hương, đất nước, con người, tình thể hiện cái tình yêu quê hương đất nước của các em, hay là về cái tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tuổi học trò, hay là cái tình cảm thầy trò, tình bạn bè trong quá trình học tập của các em. Rồi ngoài ra thì chúng tôi thấy rằng là các em cũng khá là nhạy cảm, tinh tế đối với những cái đề tài mà các em tiếp cận. Đôi khi thì chỉ là một cái rung động thoáng qua ở trong một cái tiết học, hay là trong cái đường trên cái đường đi đến trường, hay là ở nhà trọ, thì tất cả những cái điều đó đều được các em ghi nhận thành và cụ thể hóa thành những cái trong những cái sáng tác của mình. Còn về độ rung cảm trước cuộc sống và chất lượng của các tác phẩm thông qua những cuộc thi sáng tác hàng năm là như thế nào ạ? Sinh viên ngành ngữ văn thì chúng ta thấy rằng là các em có cái sự nhạy cảm hơn. Các em rất là đồng cảm với những cái vấn đề xã hội. Vì đôi khi chỉ là một những cái vấn đề nhỏ trong cái cuộc sống thì các em cũng có thể tiếp cận và hiện thực hóa thành những cái sáng tác của mình. Và đặc biệt ngày nay khi mà cái thông tin nó phát triển thì cái mọi ngày, mọi lúc, mọi nơi, mọi giờ thì các cái phương tiện thông tin đại chúng nó đề cập rất nhiều đến những cái vấn đề về xã hội, thế giới, thì đó là những cái vấn đề mà tôi thấy rằng các em được tiếp cận rất nhanh và tích lũy thành những cái kinh nghiệm và thể hiện cái sự chia sẻ của mình đối với những vấn đề về xã hội, về cái cuộc sống của con người, về những cái vấn đề xung quanh các em.
tuy rằng cái chất lượng các sáng tác của các em chưa thực sự cao, nhưng mà chúng tôi cũng nhận thấy rằng là các em đã thể hiện được cái khả năng sáng tác của mình khá tốt, thể hiện qua những cái vần nhịp trong các cái sáng tác thơ văn, hay là những cái cấu tứ của cái cấu trúc của một cái tác phẩm văn là như thế nào, của một cái bài văn là như thế nào, một cái tác phẩm văn học như thế nào đó. Thì nhìn chung thì cũng khuyến khích các em tham gia vào câu lạc bộ để có những cái sáng tác để chia sẻ cho các bạn bè cùng lớp hay là các thầy cô trong khoa. Thưa thầy, thầy là một người đã công tác trong lĩnh vực văn chương khá nhiều năm rồi. Như vậy thì thầy có thể chia sẻ vai trò và ý nghĩa của thơ ca đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Thì theo Khổng Tử và một số nhà nho trước đây thì người ta cho rằng là văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí. Ở đây thì chúng tôi không đề cập đến cái quan niệm đó là đúng hay sai, nhưng mà thông qua hai cái câu nói đó mà chúng tôi muốn nói rằng là văn chương thì nó chuyển tải một cái đạo nghĩa nào đó, và cái thơ ca thì nó thể hiện cái chí hướng của cái người sáng tác. Vậy thì trong bất cứ một cái xã hội nào thì văn chương, thơ ca thì nó không thể nào thiếu được, thì nó dường như là một món ăn tinh thần cho mọi người. Thì chúng ta biết là cái chức năng của văn chương là cái chức năng, ngoài cái chức năng giải trí ra thì nó còn có chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ. Thì tất cả những cái điều đó thì nó làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Thì một cái tác phẩm văn chương hay một cái tác phẩm văn học hay một tác phẩm thơ ca nào đó thì nó truyền tải những cái ý nghĩa tích cực, hoặc là nó phê phán những cái thói hư tật xấu, thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta nhìn thấy được. Thì chúng ta qua đó thì chúng ta nâng cái tâm hồn của chúng ta lên, chúng ta hướng đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Thì tôi cho rằng là cái vai trò của cái thơ ca thì nó đối với trong cuộc sống của chúng ta là nó giúp cho chúng ta, cái tâm hồn chúng ta nó trong sáng hơn, giúp chúng ta hướng đến những cái chuẩn mực về cái đạo đức, về cái hướng đến những cái cách nói, trong về cách dùng ngôn ngữ nó tốt hơn. Đó là những cái tôi cho rằng là rất tốt nếu như mà chúng ta bồi dưỡng và phát huy được cho các em. Chúc cho câu lạc bộ sẽ luôn được các bạn trẻ yêu mến, và chúc cho thầy có nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công tác. Kính thưa quý vị khán giả, An Phương là cái tên khá quen thuộc trong làng thơ Vĩnh Long, bởi ông đã dành nhiều tâm huyết cho mảnh vườn nghệ thuật địa phương. Hầu hết sáng tác của An Phương đều thấm đẫm tình yêu dành cho quê hương Vĩnh Long và truyền thống anh hùng. An Phương làm thơ nhưng chỉ tự nhận mình là người yêu thơ, xem thơ như là một thú vui hơn là tên tuổi với đời. Tôi quen biết với An Phương vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, và tôi nói người và tác phẩm An Phương thời đó hé hé chút hàn lâm triết lý, chút ngông ngạo khi bước vào mảng chữ nghĩa vô thường, chút bất cần, chút lãng mạn, đi tìm cái gì mới mẻ của khám phá, của mơ mộng, tâm trạng của một người trai trẻ với sự khẳng định riêng mình. Còn bây giờ, trong vai trò một người quản lý Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, An Phương đã rất xúc giác, chịu thương, chịu khó, tạo dựng một không gian sáng tạo ngày một phát triển. Đó là đôi lời tâm sự của nhà giáo Phan Phúc Bình, hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, khi nhận định về An Phương, một người yêu thơ như lẽ tự nhiên của cuộc sống bình thường. An Phương tên thật là Trần Thanh Sơn, quê xã Ngãi Tứ, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long, vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Tuổi thơ ông quen thuộc với khói lửa chiến tranh, với những cánh đồng lúa và lũy tre làng. Cũng vì thế mà những sáng tác về sau này, An Phương luôn hoài niệm về những hình ảnh quen thuộc ấy. An Phương mê đọc sách từ nhỏ. Ngoài giờ đi học, ông dành nhiều thời gian nghiền ngẫm sách tại thư viện. Ông yêu thích những tác phẩm văn học như Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng, Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành. Dù vậy, khi trưởng thành, ông lại chọn sáng tác thơ mà theo ông đó là âm hưởng giai điệu mượt mà từ những câu hát ru của ngoại thuở nằm nôi. An Phương là một người rất thật,
An Phương đối với nghề rất say mê, đối với bạn rất chân thành, đối với đời thì rất lãng mạn nhưng đôi khi rất là có vẻ rất là ngông cuồng. Thành ra cái điểm gặp gỡ của chúng tôi nằm ở chỗ là chúng tôi đều là những người yêu cuộc sống, yêu con người và thích cách giao. Đồng thời cái gắn kết chúng tôi chính ở chỗ là chúng tôi là những người cùng làm thơ, cùng yêu thơ. Sau khi tốt nghiệp trung học sư phạm Vĩnh Long, An Phương công tác tại Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, nay là một bộ phận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long. Với tình yêu dành cho văn chương, năm 1984, ông trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cửu Long. Từ năm 2005, ông chuyển hẳn về công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Hiện ông đảm đương vai trò phó chủ tịch của hội. Ông đến với thơ như một lẽ tự nhiên, những rung cảm của một tấm lòng, một trái tim yêu mến tha thiết quê hương đất nước. Tập thơ đầu tay xuất bản năm 1992 mang tên Dần Trăng với 20 bài thơ. Tập thơ mới nhất mang tên Giấc mơ hiện hình xuất bản năm 2010 với 32 bài thơ. Một bài thơ phổ nhạc, một chùm thơ tứ tuyệt không đề. Thời gian đầu mới sáng tác, thơ ông mang đậm tính triết lý, về sau thì gần gũi hơn như sự mở lòng của tác giả với cuộc sống. Những chất liệu bình dị của cuộc sống được nghiền ngẫm chấp cánh cho cảm xúc. Phản phất trong thơ ông là hình ảnh của dòng sông, bến nước, con đò, của những mùa màng đi qua, những luống cày mới dở, bắt gặp lời nguyền nghìn năm của những người chân đất. Hòa quyện vào những ký ức của chiến tranh, 30 tháng 4, mẹ dắt tay con chạy chân đất tìm cha, đường nhựa nóng phỏng bàn chân em nhỏ. Tháng 4, đốt nén nhang ngậm ngùi, mẹ gọi hồn thiêng liệt sĩ, chén cơm đầy có hương khói dần quanh. An Phương vẫn thường hay nói nửa đùa nửa thật là anh là người xuất thân từ nông thôn. Sống ở thành phố bao nhiêu năm, không chỉ là chân tay còn lắm buồn sình của nông thôn, mà kể cả trái tim, kể cả tâm hồn vẫn còn vương vấn chút sình lầy buồn sình của nông thôn. Cho nên trong máu của An Phương không tách rời được nông thôn. Sáng tác của An Phương vì vậy cũng không thể tách rời được nông thôn. Cái mảng đồng quê của An Phương mà tôi bắt gặp, bây giờ tôi cũng lớn lên từ quê đồng quê. Tôi thích hình ảnh cánh đồng, vàm sông, rồi những giọt sương ban mai, những vạt chiều, những con đò, những em bé, những bà mẹ, những cái gì đó gắn rất chặt với một người đã từng lớn lên ở nông thôn. Và cái điều đó đi theo suốt trong cái con đường sáng tạo. Với An Phương, miền quê nó vừa là một cái gì đó rất là yêu thương và rất là trong trẻo. Tôi thích hình ảnh đó. Tập thơ Giấc mơ hiện hình là kết quả sáng tác trải dài từ những năm 1986 đến năm 2010. Tập thơ là những mảng ký ức chập chờn, hoài niệm về những năm tháng đã qua, những khắc khoải từ sâu thẳm con người An Phương. Đó là kỷ niệm mộc mạc giản dị của tuổi thơ, của bức tranh quê tươi đẹp, về quê hương, ruộng đồng, những năm tháng hào hùng khói lửa và cả sự trăn trở khi vẻ đẹp bình dị của quê hương nay đã quá nhiều thay đổi. Nắng chạm vào chiều hoàng hôn đỏ, khói đồng khét đượm tuổi thơ thơm. Kèn rạ đồng ai thổi hoàng hôn, gọi đàn trâu về bên bờ cỏ. Nắng đã tắt bên vạt chiều hửng đỏ, ta gặp cánh đồng trong mỗi giấc chiêm bao. Thơ An Phương ám ảnh người đọc bởi những chi tiết được chắt lọc, lựa chọn cẩn thận, gây cảm xúc mạnh, như trong bài Giấc mơ bay ông viết: tuổi thơ dịnh dành lưu, đợi mẹ về, khát ực một gáo đầy, đái lưu nghiêng ngã, bóng hình lao sao. Tuổi thơ ôm bọc dừa trôi theo sông, uống ngụm nước đục ngầu, rong reo đầy thân thể. Thơ An Phương không chỉ đẹp về hình ảnh ngôn từ
mà còn nhẹ nhàng, nhịp điệu và tiết tấu. Bằng chứng là nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc như Đà Ra, Về Cái Ngang, Miền Quê Thương Nhớ, Nhớ Một Dàm Sông, Hư Ảo Miền Xa, Chơi Dơi, vân vân. Nhớ chiến dịch năm nào, dầm khua đêm hành quân không ngủ. Đây là người chuyên phổ nhạc thơ An Phương, cũng là người bạn tri âm của ông, nhạc sĩ Hải Minh. Trong một lần đọc thơ của An Phương trên báo, ông đã phổ nhạc cho bài thơ này. Dù vậy, thời điểm đó, cả ông và An Phương đều không quen biết nhau. Bài thơ là duyên để hai người bạn cùng đam mê kết giao thành tri kỷ. Thì trong thơ của anh An Phương á, nó có giàu về cái giàu về màu sắc của âm nhạc, nói chung là vậy. Thì nó gợi cho mình người nghệ sĩ, mình thấy trong thơ nó có nhạc rồi, thành ra mình nó hào hứng mình sáng tác những cái câu thơ nó nằm trong cái giai điệu mà mình thấy ưng ý, nó nằm trong thơ. Mong muốn là sau này An Phương sẽ tiếp tục là sáng tác nhiều thêm nữa, để tôi có thể mình sẽ bắt gặp nhiều những bài thơ hay mình viết lên cho vài những bài thơ về tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa. Không chỉ sáng tác thơ, An Phương còn chú tâm đào tạo thế hệ trẻ, khơi nguồn đam mê thơ ca, truyền lửa đam mê cho nhiều bạn trẻ. Ông tham gia làm giám khảo các cuộc thi sáng tác trẻ do Trường Đại học Cửu Long tổ chức. Đồng thời, ông cũng trực tiếp tìm những bạn trẻ yêu mến văn thơ tham gia vào câu lạc bộ sáng tác trẻ trực thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Nhiều khi cứ hay ra ngồi than với chú ơi, bữa nay con mấy tháng liền con không có cảm hứng viết được gì hết. Thì cứ ngồi rồi nói chuyện rồi chú khơi gợi thì chú tạo cái cảm hứng thêm cho mình. Nhiều khi có cái tác phẩm gì đó thì cứ đưa cho chú An Phương xem. Thì chú sẽ mạnh dạn thẳng thắn chỉ ra có cái chỗ nào mình còn chưa được, có chỗ nào cần chỉnh sửa gì đó để cái tác phẩm của mình nó được hay hơn. Chỉ với vỏn vẹn hai tập thơ, nhưng An Phương đã khẳng định được vị trí của mình trong làng thơ Vĩnh Long, như bạn văn của ông, bà Dương Thanh Thanh đã nhận xét. An Phương, người chiếm vị trí khá riêng trong vườn thơ Vĩnh Long, với nhiều bài thơ chở đầy chiêm nghiệm. Càng về sau này, thơ anh càng gần gũi đời thường, đặc biệt gây xúc động ở mảng đề tài truyền thống hoặc về vẻ đẹp của những đổi thay trên mảnh đất quê hương. Niềm vui lặng lẽ dường như bao giờ cũng lắng đọng một chút buồn, chút suy tư trăn trở. Khi hỏi về những giải thưởng, An Phương từ chối trả lời. Ông ít nói về đời mình, có lẽ tiếng lòng của ông được bộc bạch qua thơ, dùng thơ tìm bạn tri âm. Đời ông được sống trọn vẹn với những dần thơ đã là hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán giả, thơ ca có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, là nơi lưu giữ những cảm xúc đẹp về quê hương đất nước, là tiếng lòng, là lời tự sự giải bày niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Thơ ca đã trở thành món ăn tinh thần ý nghĩa với nhiều lứa tuổi. Đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.